Cảm ơn quý vị và các bạn đến với chương trình Bác sĩ gia đình trên kênh VTV8 Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta thường nói chẳng có người bạn nào quan trọng hơn sức khỏe và cũng chẳng có kẻ địch nào đáng sợ hơn bệnh tật. Thật vậy, sức khỏe là tài sản vô giá, là chìa khóa quan trọng nhất mở ra cánh cửa hạnh phúc cho mỗi người. Chính vì thế, ngay từ hôm nay, bạn và gia đình hãy quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn để mỗi ngày trôi qua, chúng ta có thể làm được những điều mình thích và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Ngay bây giờ, hãy cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình Bác sĩ gia đình. Kiểm soát y tế, quản lý vận tải chứ không phải ngăn sông cấm chợ. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ đưa ra trong công điện gửi các địa phương, các bộ ngành liên quan vào ngày 5 tháng 6 vừa qua để thống nhất áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế. Đến nay, Đà Nẵng đã lập 15 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố, nhiều chốt chặn khác tại các đường dân sinh liên vùng. Những ngày đầu mới hoạt động, hàng loạt khu vực luôn trong tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm thì đến nay đã bắt đầu giảm dần. Mỗi ngày lực lượng chức năng đã phải linh động rút kinh nghiệm, tìm giải pháp cho từng chốt chặn, từ việc phân hai làn dành cho người đã khai báo y tế, có mã QR và người chưa khai báo, cho đến việc tăng cường nhân lực, trang thiết bị, không được ngăn sông cấm chợ, không kiềm hãm sự phát triển kinh tế bằng những biện pháp cứng nhắc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế. Theo đó, người dân đến khám và điều trị nội trú có biểu hiện nghi ngờ, được cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chỉ định thực hiện xét nghiệm thì sẽ được thanh toán bảo hiểm y tế, bao gồm người bệnh có sốt hoặc viêm đường hô hấp cấp tính không lý giải được bằng các nguyên nhân khác, người bệnh có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào và có tiền sử đến hoặc về từ vùng dịch tễ có dịch COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng, hoặc người tiếp xúc gần với ca bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng. Bộ Y tế Nga vừa cho phép sử dụng thuốc hít Letrozine dùng trong điều trị và ngăn ngừa triệu chứng viêm phổi do virus SARS-CoV-2 gây ra. Thuốc Letrozine do Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga phát triển. Letrozine là loại thuốc đầu tiên giúp cho hệ miễn dịch của cơ thể tránh phản ứng quá mức với các tác nhân xâm nhập như virus gây bệnh và dẫn đến phản ứng viêm toàn hệ thống do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Bệnh nhân dùng thuốc Letrozine sẽ hồi phục sau 8 ngày, giảm hẳn so với con số 14 ngày đối với các trường hợp điều trị thông thường. Dịch vụ khám bác sĩ online đang bùng nổ tại nhiều nước trên thế giới kể từ khi dịch COVID-19 hoàn thành. Tại Thụy Điển, để đáp ứng nhu cầu khám bệnh từ xa, công ty K-Rai đã phát triển một ứng dụng sức khỏe kỹ thuật số cho phép người dùng tư vấn trực tiếp với bác sĩ. Sau khi đăng ký trực tuyến, bệnh nhân trả lời một loạt câu hỏi về các triệu chứng của họ và sau đó có thể đặt một cuộc hẹn với bác sĩ. Mạng lưới của K-Rai hiện mở rộng trên khắp châu Âu với sự tham gia của hơn 900 bác sĩ nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. K-Rai cho biết ứng dụng của họ đã hỗ trợ 2 triệu cuộc khám bệnh trực tuyến. Còn tại nước Đức, các công ty bảo hiểm y tế hiện nay đã chi trả cho cả dịch vụ khám bệnh từ xa. Không phải ai cũng biết ngôn ngữ ký hiệu, do đó việc giao tiếp nhiều khi là một rào cản rất lớn với những người khiếm thính. Để giúp cho họ hòa nhập dễ hơn, một kỹ sư trẻ tại Mỹ đã phát triển chiếc kính dịch khẩu hình, dịch âm thanh, lời nói thành ngôn ngữ ký hiệu. Camera và micro định hướng sẽ nhận dữ liệu, rồi trí tuệ nhân tạo của chiếc kính sẽ lập tức dịch thành ngôn ngữ ký hiệu và phát lên mắt kính. Kỹ sư phát triển chiếc kính này tên là Omar Abdelsalam, 26 tuổi, cho biết trên thị trường có nhiều sản phẩm tương tự, nhưng chưa một sản phẩm nào hoàn thiện và thực sự hữu ích. Anh hy vọng có thể sớm có thêm ngôn ngữ hỗ trợ khác ngoài tiếng Anh. Thưa quý vị, các bệnh về đường tiêu hóa được xếp trong top đầu của nhóm bệnh nội khoa. Theo khảo sát gần đây, có đến 70% người Việt có nguy cơ mắc những bệnh này. Tuy nhiên, việc chẩn đoán và điều trị dứt điểm thì không hề đơn giản. Tháng 1 năm 2019, Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng bắt đầu thực hiện nội soi tiêu hóa có gây mê. Phương pháp này được đánh giá là an toàn, phát hiện chính xác các tổn thương, mang lại hiệu quả chẩn đoán và điều trị cao cho người bệnh. Bệnh lý đường tiêu hóa là một nhóm bệnh phổ biến, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Đối với phương pháp nội soi tiêu hóa thông thường, bệnh nhân thường hay lo lắng khó chịu khi nội soi như nôn ọe, đau chướng, khó thở. Với phương pháp nội soi gây mê, quá trình nội soi giờ chỉ là một giấc ngủ đối với bệnh nhân, xua tan mọi ám ảnh trước đây. Với nội soi tiêu hóa thì đa số là bệnh nhân khó chịu, buồn nôn, đau chướng bụng và các cái nhu động ruột nó bị kích thích, gây khó khăn cho bác sĩ khi mà quan sát các cái tổn thương ở trong lòng ống tiêu hóa. Và với nội soi tiêu hóa có gây mê thì bệnh nhân có thể tỉnh lại sau 10 đến 15 phút từ khi kết thúc nội soi,
và bệnh nhân không có các cái cảm giác khó chịu như trước đây. Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng với máy móc và trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nội soi và điều trị các bệnh về tiêu hóa, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu nội soi, các bệnh lý đường tiêu hóa có gây mê cho bệnh nhân. Tại đây, bệnh nhân sẽ được tiến hành kỹ thuật trong điều kiện vô khuẩn tuyệt đối, hệ thống máy nội soi hiện đại, xác định chính xác vị trí các thương tổn. Hôm nay, bà Tương ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng để thực hiện nội soi tiêu hóa gây mê. Cô không ăn được, đắng miệng liên tục cả tháng, thấy yếu sức khỏe. Mới đi kiểm tra thì chắc dạ dày hay gì đó là như thế nào mới đắng miệng. Cái cô hôm nay cô đi ra cô nội soi. Tại vì Hoàn Mỹ là nơi cô cũng thường hay đi khám bệnh. Cho nên là cô tin tưởng nơi mà tốt nhất để cô đến để khám chữa bệnh. Ưu điểm của phương pháp nội soi gây mê, không đau, không ảnh hưởng đến trí nhớ và sức khỏe. Ngủ trong quá trình nội soi và hồi tỉnh sau 10 đến 15 phút nội soi, được đánh giá an toàn và ít biến chứng. Khi làm xong rồi cô đâu có biết gì đâu, cô thấy khỏe rè, chứ cũng bình thường nên cô cũng không thấy lo lắm. Thực tế, bệnh lý đường tiêu hóa rất phổ biến, hầu như ai cũng mắc phải một lần trong đời. Vì vậy, cách tốt nhất là đến bệnh viện kiểm tra để loại trừ các bệnh lý, giảm thiểu tối đa các tai biến, biến chứng. Người bệnh mà có triệu chứng nghi ngờ về đường tiêu hóa, người mà có tiền sử gia đình, có người thân bị các cái bệnh lý về ung thư đường tiêu hóa, bệnh đa polyp, bệnh viêm loét đại trực tràng, và đặc biệt là cái ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn sớm thì thường diễn biến âm thầm, các cái triệu chứng không rõ ràng, và khi phát hiện bệnh nó thường ở giai đoạn rất là muộn. Vì vậy theo lời khuyên của các bác sĩ thì những người từ 50 tuổi trở lên nên nội soi tầm soát ung thư đường tiêu hóa định kỳ. Trải qua 19 năm thành lập cho đến nay, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã luôn không ngừng nâng cấp cơ sở hạ tầng. Việc đầu tư trang thiết bị và đưa vào hoạt động phương pháp nội soi tiêu hóa gây mê này sẽ không chỉ đáp ứng đa dạng yêu cầu về chẩn đoán và điều trị mà còn đem đến sự an tâm, thoải mái cho người bệnh, phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân khu vực miền Trung Tây Nguyên. Sự phát triển của nền kinh tế thì thói quen tiêu dùng và sử dụng thực phẩm đã có sự thay đổi đáng kể trong vòng 10 năm trở lại đây. Thói quen ăn uống không điều độ, ăn nhanh, sử dụng thực phẩm công nghiệp, ăn ít chất rau xanh, chất xơ, cộng với đó là căng thẳng và stress kéo dài là một trong những nguyên nhân làm gia tăng số lượng bệnh nhân mắc các bệnh lý về tiêu hóa. Vì vậy, mỗi người hãy trang bị cho mình những kiến thức thật cần thiết để bảo vệ hệ tiêu hóa một cách tốt nhất. Hạn chế dùng thực phẩm đóng hộp. Bổ sung nhiều chất xơ trong chế độ ăn hàng ngày. Đừng quên thêm chất béo lành mạnh trong chế độ ăn hàng ngày như hạt lanh, hạt chia và đặc biệt là quả óc chó cũng như các loại cá béo như cá hồi, cá thu và cá mòi. Cung cấp đủ lượng nước cần thiết, giữ tinh thần thoải mái. Tập trung khi ăn. Nếu không tập trung chú ý vào bữa ăn, bạn rất dễ ăn quá nhiều và quá nhanh. Điều này có thể dẫn đến đầy hơi hoặc khó tiêu. Đừng quên tắt tivi và cắt điện thoại cũng như các thiết bị di động khi ăn để giúp ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa phổ biến như khó tiêu, đầy hơi. Ăn chậm, nhai kỹ. Nhai kỹ thức ăn sẽ giúp ngăn ngừa các triệu chứng như khó tiêu và ợ nóng. Hơn nữa, hành động nhai chậm rãi thậm chí còn được chứng minh là giúp giảm căng thẳng. Và điều này cũng có khả năng bảo vệ hệ tiêu hóa. Tích cực vận động thể chất. Tập thể dục thường xuyên là một trong những cách tốt nhất để củng cố sức khỏe cho hệ tiêu hóa. Đi dạo nhẹ nhàng sau bữa ăn cũng có thể giúp cho thực phẩm di chuyển qua hệ thống tiêu hóa một cách dễ dàng. Chậm lại và lắng nghe cơ thể. Nếu không nắm bắt được tín hiệu đói và no của cơ thể, bạn sẽ dễ dàng ăn quá nhiều. Sau đó là cảm thấy đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu. Từ bỏ thói quen như hút thuốc, uống rượu, ăn khuya. Hỗ trợ đường ruột bằng các chất dinh dưỡng như men vi sinh probiotic, glutamin và kẽm. Đối với những người đang gặp các bệnh rối loạn tiêu hóa, nhanh chóng thay đổi chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh có thể giúp cải thiện tình trạng này.
và trong đó một thực đơn với thực phẩm tươi sạch, giàu chất xơ, chất béo lành mạnh và chất dinh dưỡng là bước đầu tiên để có hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Nhìn chung, mọi người cần có những kiến thức nhất định về bệnh lý tiêu hóa để có thái độ ứng xử phù hợp, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Chương trình Bác sĩ gia đình tuần này sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.